chào các bạn. Hôm nay là vì có ngày 11 tháng 3, khi mà được các bạn nói là sẽ có một cái buổi đặc biệt cho các bạn nữ hát ra, thì đó là một bài hát, thì Phước cũng mong muốn là cái một bài hát đó thật là vui với các bạn. Các bạn nghe hát bạn thấy cảm thấy vui, nhưng mà viết bài không có ra. Trong đó thì xuất hiện một cái lời cầu nguyện, đó là cái nội dung của bài hát, một cái lời cầu nguyện ở trên mạng của một người phụ nữ. Thì tôi thấy cái lời cầu nguyện rất là hay, và khi mà để mà chuyển cái lời cầu nguyện nó thành một cái giai điệu, thì tôi thấy là một cái giai điệu buồn thì nó phù hợp hơn. Tuy nhiên nghĩ rằng nếu như nó thực sự phát xuất từ tấm lòng của dân nữ chung, thì tôi nghĩ là nó nhìn lên Chúa là Chúa đẹp lòng điều đó, cho nên là phúc viết một giai điệu buồn chứ không phải là một giai điệu vui. Thì đó là tất cả những gì mà phúc làm khi mà phúc được Chúa chỉ dẫn tới cái chỗ đó, thì mà thấy được cái lời cầu nguyện đó, phúc có thể viết được cái lời hát đó. Phúc nghĩ rằng cái lời hát đó nếu như để cho đơn ca một người nữ nào đó hát, thì nó sẽ lột hết rửa tâm trạng hơn. Tuy nhiên định đây là một món quà tặng các bạn, thì chúng tôi là những người nam đã hát tặng các bạn, và mong đó là cũng là tâm tình của tất cả các bạn đối với Chúa. Tới khi nào mà có một điều gì đó thật là đặc biệt, các bạn đừng có được hỏi, đừng có nghĩ là nếu mà nghĩ là nó mất cái điều bất ngờ. Các bạn vẫn đứng ngoài quá.